Tử vi tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của các gia chủ tuổi Canh Thìn trong tháng 11 âm lịch. Với mong muốn anh chị có thể nắm bắt được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Trong tháng này, những người tuổi Canh Thìn có gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay gặp đen đủi, xui xẻo đủ đường. Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui để tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết cụ thể. Chủ quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu Âm Thổ, khắc địa chi Tý Dương Thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ, ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là Phế Lịch Hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và thân thành thủy cục. Xung Ngọ, Hình Mão, Hại Mùi, Phá Dậu, Tuyệt Tỵ. Đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 11 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày 7 tháng 11 tức ngày 21 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 11 tức ngày 2 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Canh Tuất. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá trán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có những ngày tốt đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 11 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch 18 tháng 11 năm 2020, tức ngày 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 6 tháng 11, tức ngày 20 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Thìn. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài giỏi, trí tuệ, có nhiều, tài giỏi hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được những thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Vào tháng 11 âm lịch, những người sinh năm 2000 sẽ gặp được may mắn trong việc thi cử cũng như công việc. Đối với tài lộc, ngoại trừ tiền, lương vững chắc và thường xuyên, bạn cũng sẽ kiếm thêm tiền từ việc làm thêm. Mậu Dương Thổ gặp Thìn Âm Thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em, bạn bè của mình. Trong tháng này, nếu bản mệnh gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ, mình vẫn còn những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong tháng này, các gia chủ Canh Thìn sẽ cần chú ý ngày âm lịch 19 tháng 11 năm 2020, Tới ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, hóa giải nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Vì tuổi Thìn nằm trong tam hợp với Tý mà tháng 11 là tháng Mậu Tý, nên những người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Với những Canh Thìn hiện còn đi học, tháng này sẽ rất tốt để bạn thu nạp thêm kiến thức, chuyên ngành, thời gian tươi sáng. Thời gian trước bạn siêng năng, chăm chỉ cũng sẽ được đền đáp bằng những điểm số cao, những ghi nhận từ thầy cô. Còn với Canh Thìn đã đi làm, bạn sẽ thấy dễ dàng để đạt được nhiều thành tích hơn trong công việc và những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2020, tốt hơn hết nên đeo vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Ngoài ra tháng 11 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Canh Thìn cần phải cẩn trọng kẻo gặp họa tiểu nhân và cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Canh Thìn đều mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang bên mình pháp khí sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Canh Thìn, xem tử vi tháng 11 âm, tuổi Canh Thìn không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề này. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi qua nhanh mà bản thân còn đang mù mờ, không biết đường phía trước là gì. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Canh Thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình duyên của tuổi Canh Thìn. Chuyện tình cảm của tuổi Canh Thìn có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp, người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập. Trong tháng này, bạn sẽ gặp những xích mích nhỏ với bố mẹ mình. Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy lắng nghe ý kiến phụ huynh, đừng để cái tôi quá cao. Buông những lời nói không hay đến những người đã sinh thành dưỡng dục mình. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công việc, công danh, tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận gỗ huyết long Thân, Tý, Thìn. Vật phẩm là một pháp khí có tác dụng hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát, sức khỏe. Tuổi Canh Thìn sẽ có sức khỏe tốt trong tháng này, hơn nữa bạn thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi. Điều này giúp bạn tràn đầy năng lượng. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya, nguyên nhân chính gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra, cần cân bằng công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và thường xuyên. Ngoài ra, bạn nên tham gia các hoạt động tập thể, thể thao, đọc sách, đi dạo để tinh thần được thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Canh Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và đó là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị và các bạn về luận giải vận trình tuổi Canh Thìn trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong thủy Gia Cát. Mọi người đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những góp ý để lần sau chương trình sẽ được hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!